Hello cả nhà. Vườn nhãn này có diện tích là khoảng 4.000 mét vuông. Vườn nhãn rất đẹp. Thì ở trong Đắk Lắk ấy, thì người ta làm nhãn thì thường là người ta chỉ làm nhãn thấp thôi các bác. Làm nhãn rất thấp chứ không làm nhãn cao như ở các bác ở ngoài Bắc đâu. Đây, người ta làm nhãn rất là thấp. Thì vườn này là nhãn Hương Chi xen với sầu riêng. Đây, cây sầu riêng đang lên chồi rất là đẹp các bác thấy không? Đây. Thì đây vườn này thì mới cho tỉa cành xong. Một nhánh này thì chủ nhà bớt lại 1 đến 3 nhánh để chuẩn bị làm trái. Đây. Cơi này xong rồi đến một cơi nữa là sẽ làm trái. Cơi này cơi 2 này. Đến cơi thứ 3 lụa là bắt đầu sẽ đổ thuốc để làm trái. Thì đặc tính của giống nhãn Hương Chi là sẽ làm trái. Ui trời ơi trời. Cái xe máy chở cả con chó đi dãy. Đặc tính của nhãn Hương Chi này sẽ làm trái theo ý muốn các bác nhé. Dòng nhãn Hương Chi này đấy. Thì vườn này cũng bị lẫn một số cái dòng nhãn Hương Chi, dòng trái nhỏ chứ không phải dòng trái lớn. Vừa rồi, năm vừa rồi thu hoạch thì em có vào xem cái vườn này thì vẫn bị lẫn mất một số cái dòng nhãn Hương Chi này trái nhỏ. Còn đa phần là Hương Chi trái lớn. Quả nó lệch tâm, quả nó lệch, nó hơi hình cong cong như chiếc thuyền ấy. Đấy, cùi rất là dày. Chủ nhà vừa rồi thì vườn này bán giá 18 các bạn nhé. Nhãn, trái nhãn vừa rồi bán giá 18. Và cái dòng trái nhãn Hương Chi trái nhỏ thì bán giá 10.000. Đấy, còn trái lớn thì loại 1 bán 18. Đấy. Nên cũng kinh tế lắm các bạn. Đấy, cũng kinh tế lắm. Vườn này thì vừa rồi là cho để trái hơi dày. Em có làm video về vườn này rồi đấy. Đấy. Để trái hơi dày dẫn đến là trái không được to. Đấy, bán chưa được đầu giá. Đầu giá là nhãn 20 nhưng bán được có giá 18 thôi. Đấy là dòng Hương Chi trái lớn. Còn dòng Hương Chi trái nhỏ lại bán được có giá 10 đến 12.000 thôi. Đấy, đẹp nhất thì bán được 14.000. Đấy, cơ bản là 10.000 12.000. Đấy. Thì chủ nhà cắt làm hai đợt. Đợt này một nửa vườn là 2.000 mét vuông, tương đương với là 200 cây. Thì chủ nhà cắt nứa trước. Còn đây là 2.000 mét vuông, tương đương với 200 cây là chủ nhà cắt nứa sau. Phun thuốc về à? Thì hôm nay em nhân tiện đi qua đây thì em vào quay cho các bác xem để xem cái vườn nhãn ở trong miền Nam người ta làm rất là thấp. Đấy, nhãn này thì trao đổi với các bác là đã 3 năm rồi. Đấy, 3 năm rồi, thu hoạch một nứa trái rồi. Đấy, đây là nứa thứ hai. Nứa thứ hai nhé. Đấy, cũng có cây là nứa thứ ba thì các bác. Tại vì cây lớn như nhanh ấy, chủ nhà làm sớm. Đấy, năm thứ hai bắt đầu làm trái rồi nhưng mà cũng không lên làm năm thứ hai tại cây nó sẽ bị nụi. Đấy, một số cây như thế này này là ngày xưa do làm sớm quá này. Đấy, các bác đừng có vội. Nhãn thấp nhất muốn làm trái được thì phải từ 24 tháng trở ra nhé, mà làm thì để làm ít thôi. Đây là để quá nhiều trái dẫn đến bị khô cánh nứt lẻ này. Đó, cây nó không đủ sức nuôi ấy, mà chúng ta để quá nhiều đấy, thế này. Tại cái này bây giờ mà hồi phục lại cũng khá là mệt đấy. Đấy. Chủ nhà thì làm khá là kỹ nhưng mà do vừa rồi để quá sai. Chúng ta cũng không nên để sai như thế đâu. Đấy. Nhưng mà chủ nhà nói là thôi giá nhãn đang cao thì được năm nào hay năm đấy. Thực tế thì chúng ta vẫn đang muốn lợi nhuận ngay. Đây, thu hoạch xong là nhiều cây bị chết. Này. Yếu quá mà. Nó mang nhiều trái quá nên thu hoạch xong nó suy quá, nó nứt thân, nứt cành, nó chết. Này. Một cây như thế này. Cây như thế này thì trao đổi các bác là chúng ta để tầm khoảng 20kg quay đầu thôi. Chứ để đến 30-40 cân thì quá. Đấy. Một chùm chúng ta để 5 nạng, 3 đến 500 gram. Đấy. Thì chúng ta để tầm khoảng 40 cành là được rồi, đúng không? Đấy. Chứ chúng ta để nhiều quá thì cây như thế này thì khoảng 15kg được rồi này. Đấy. Chứ chúng ta để quá nhiều. Quá nhiều dẫn đến suy cây. Em thì trao đổi các bác, em có ít nhãn thôi. Tuy nhiên giống nhãn của em thì là dòng trái lớn, cùi khô. Đấy. Một số anh em thì đặt đến tận 3 năm mới trồng đủ cái giống. Nên khi các bác thì mua giống nhãn ấy, thì các bác nhớ nhé. Không phải vườn nhãn nào cũng đều giống nhau cả đâu. Sẽ có cây ngon và cây dở. Tuy nhiên thì chúng ta phải tìm đúng cái giống nhãn chuẩn. Cùi khô, quả to. Đấy. Và nó phải ra hoa, ra trái là phải xử lý phát là ra luôn.
thì trong đấy chỉ có nhãn Hương Chi và T6, thì Hương Chi nó sẽ dễ làm trái hơn. Đây, ví dụ như thế này, tầm như thế này, bây giờ đổ thuốc phát là ra này. Nhưng mà nên để thêm một cơi nữa các bác nhé, để thêm một cơi nữa. Đây, đây mới là cơi thứ hai. Thì sau khi cái cơi này, đây này, cơi này, cơi này lụa lụa xong bắt đầu ra thêm một cơi nữa là chúng ta sẽ đổ là vừa. Đấy, đây mới là cơi thứ hai thôi. Còn để bắt đầu đến cơi thứ ba lụa, màu lụa như thế này, con chuối như thế này, đây như thế này là chúng ta bắt đầu đổ thuốc. Đấy, là nó sẽ ra luôn. Nhãn Hương Chi rất là dễ ra các bác nhé. Đấy, khi trồng chúng ta nhớ trồng nổi lên để sau này chúng ta tác động vào rễ của nó cho nó nhanh, cho nó hiệu quả. Nhiều bác trồng sâu sau này phải đổ đến hai lần. Đấy, rất đẹp đúng không? Thì vừa rồi có một bác ấy là đến làm đến tận gần 1.000 cây nhãn, hơn 900 cây nhãn. Đấy, nhưng mà sau khi vào nhà em ăn thử cái giống nhãn, à cái trái nhãn ấy, vẫn thích cái giống nhãn của em. Vừa rồi có đặt của em một số và đã trồng rồi. Đấy, mặc dù họ rất là nhiều, họ làm nhãn rất là nhiều, năm nay đến tận mười mấy 20 tấn. Đấy, năm nay đến mười mấy 20 tấn nhãn. Tuy nhiên thì vẫn thích cái giống nhãn của em, nên là vẫn sang cố gắng vào để, là để lại cho một ít để trồng. Đấy, tại vì cái giống nhãn của em không có nhân giống nhiều. Đấy, không có nhân giống nhiều, em chỉ nhân giống đủ để anh em đặt hàng để trồng thôi. Hoặc là một số anh em nào đó mà bảo lấy ít thì em có, em gửi. Còn không có thì các bác phải đợi. Chứ em không có nhân giống nhiều đâu. Giống nhãn của em ngày xưa là có thể nói là trong một cái vườn nhãn 400 cây như thế này, nó chỉ có một cây duy nhất đấy là nó có chất lượng trái nó ngon nhất, quả to và mẫu mã đẹp nhất thôi. Đấy, em phải chấp nhận em mua cành đắt hơn so với những cái cây nhãn thông thường khác rất nhiều. Đấy, nhưng mà quan trọng là chuẩn giống các bạn. Đấy, quan trọng là phải chuẩn giống. Trồng một cây là mình sướng một cây đúng không? Sau này ra những, nhìn những cái trái của nhãn to như ngón chân cái ấy, lại cùi nó dày khô, mã nó vàng bóng lên, nhìn rất là sướng. Như thế thì nó mới chất lượng, như thế giá mới cao được. Đấy, còn nếu mà chúng ta nhân giống nhãn nôm cơm sau này mặc dù nó ra rất là sai nhưng quả nó li ti đúng không? Tròn vo mà cùi rất là mỏng, hạt rất là bự thì không ăn thua đâu. Các bác nhớ là trái nhãn nó phải hơi lệch tâm một chút, nó hình quả thận ấy. Khi các bác bóc ra phát hai bên cùi nó đùn đến rất là dày, hạt nó bé tí nằm giữa, đấy mới là nhãn chuẩn. Chứ còn chúng ta mà này nhãn là quả tròn vo như quả cà pháo thì khôn thua. Là như thế là hạt rất là to. Bác đi đâu về đây? Đấy, Chúa Đảo. Vâng, em xem đang giới thiệu cái vườn nhãn đẹp. Bác có trồng ít được nhãn nào không? Anh có trái dài luôn. Thôi anh chạy về đi, em người đang dính thuốc sâu. Em về em tắm cái. Đi chạy đây. Thôi, thôi anh chạy về đi. Em vừa phun thuốc sâu xong, người như mùi thuốc sâu lắm. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.